cần sớm điều tra, xử lý dưa leo theo pháp luật. Loa phường thời gian qua, trước việc một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những video clip trên YouTube, status trên Facebook, trong đó lồng ghép những nội dung tiêu cực như bày tỏ sự nghi ngờ, thậm chí phản đối các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây hoang mang trong dư luận, hòng lung lạc lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước đã bị dư luận cảnh báo, báo chí lên tiếng, không ít trường hợp đã bị bắt, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Nhưng tiếc rằng, vẫn còn nhiều kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiểu biểu là trường hợp Nguyễn Phúc Gia Huy, hay còn gọi là dưa leo lấy danh nghĩa truyền bá kiến thức, phản biện xã hội, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, để đưa những thông tin tiêu cực, gây hoang mang dư luận, có hành vi kêu gọi quyên góp tiền thu lợi bất chính và thực hiện các mục đích thiếu trong sáng khác. Báo Nhân dân vừa qua đã có loạt bài vạch trần bản chất, thủ đoạn hoạt động của dưa leo qua các bài báo, nấp bóng truyền bá tri thức để kích động, chống phá đất nước. Ngày 8 tháng 1 năm 2021, sự hưởng ứng của cộng đồng mạng ngày 23 tháng 1 năm 2021 đã đến lúc tự cảnh tỉnh để thay đổi theo hướng tích cực. Ngày 24 tháng 1 năm 2021 trong đó đã chỉ rõ thực chất một số hành động, phát ngôn của Gia Huy với hy vọng người này suy ngẫm để tự cảnh tỉnh. Tuy nhiên, thay vì tự xem lại bản thân thì dưa leo tiếp tục tung ra một số status và video clip công kích, thách thức, tuyên bố kiện báo này và tạo diễn đàn cho đồng bọn vào xúc phạm, bôi nhọ Báo Nhân dân, đồng thời chửi bới chế độ, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có cá nhân ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở các bài báo của Báo Nhân dân đưa ra, những bài viết lên án của cộng đồng mạng, chúng tôi sẽ dành một loạt bài mổ xẻ những hành vi vi phạm pháp luật của trường hợp dưa leo để dư luận thấy rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và mong mỏi cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm trường hợp này. Còn nữa.